Ở đây để chụp liên tục nha, cưng lâu lâu chụp. Đây. Rồi mẹ ngồi, mẹ ngồi. Chị lên ngồi đây. Rồi, chị lên ngồi đây. Chị lên nghe ngồi đây, tiếp đó nào. Chị lên vào trong đây. Vào trong chỗ em bé đi. Chị lên. Ôi giời ơi, đẹp quá nhờ. Cái khoảng không chỗ gì thì đâu. Chị lên vào đó đây. Nhanh, thả vào đây. Đúng rồi, gần lại nữa đi. Tại sao cái khoảng cách rộng đi? Ông chụp kiểu ngại chụp xinh gái mà ngại chụp tàng tàng rang tàng tàng.